Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của TechZone. Sau hơn 6 tháng ra mắt thì chiếc iPad Gen 10 này cùng với những cái tính năng vượt trội của nó cộng với giá thành khá là ưu đãi thì nó chắc chắn là một trong những chiếc iPad rất là đáng mua ở thời điểm hiện tại. Đây cũng có thể nói là một cái bước tiến khá là xa của nhà Apple khi mà chiếc iPad Gen 10 này có được những cái tính năng ưu việt cộng với việc giá thành rất là ưu đãi. Nó có những cái tính năng gọi là vượt xa cả iPad Gen 9, nhưng mà có một điều hơi đáng tiếc thôi, đó chính là nó không kết nối được với Apple Pencil 2. Rồi và trong video ngày hôm nay mình sẽ đánh giá em iPad Gen 10 này để mà các bạn có thể nhìn thấy rõ được những cái điểm sáng của chiếc iPad này, để mà các bạn xem là có nên mua nó về nhà hay không nha. Ok, bắt đầu thôi. Bước đầu tiên để mà các bạn lựa chọn mua một chiếc iPad cho mình có phải là dung lượng pin là cái tiêu chí hàng đầu hay không? Với một cái dung lượng pin là 7000mAh, chưa tính tới cái việc là bạn phải xài những cái phụ nặng như thế nào nha. Nhưng mà với một cái viên pin như thế này thì mình thấy là khá là ổn. Không nói quá khi mà nó có thể sử dụng lên tới 2 ngày cho những cái tác vụ không quá cồng kềnh như là đọc báo hay là lướt web và nhắn tin. Đối với mình thì mình không phải là một người sử dụng iPad quá là nhiều. Mình chỉ sử dụng iPad để mà lướt web, xem phim, đọc báo hay là chơi những cái tựa game. À, mà mình còn có sử dụng để xem TikTok nữa. Thì khi đó mình sẽ cần một cái màn hình to hơn, đẹp hơn và xịn hơn. Và khi sử dụng thì mình thấy pin nó rất là ổn định, pin tụt chậm. Và tầm 1 ngày rưỡi thì mình sẽ sạc lại một lần, đâu đó tầm 8-9 tiếng do mình không có on-screen liên tục. Còn nếu bạn chơi những cái tựa game như là PUBG, Liên Quân Mobile hay những tựa game nặng như là game Sim Impact liên tục tì thì nó tụt pin nhanh thì cũng là điều quá là dễ hiểu thôi. Về phần ngoại hình, thiết kế của iPad Gen 10 này là một trong những lý do khiến nó trở nên đáng mua hơn bao giờ hết. Vẻ ngoài của con iPad Gen 10 này là một bước tiến, phải nói là bỏ xa iPad Gen 9. Để mà so thì thật sự thì iPad Gen 10 này nó đẹp hơn iPad Gen 9 rất là nhiều. Nhìn từ trước hay nhìn từ sau thì nó vẫn cho mình một cái cảm giác rất là gọn gàng, hiện đại và mang lại một cái mẫu rất là trendy. Cảm giác cầm nắm rất là thoải mái, không cồng kềnh và nặng như dòng Pro. Và bạn để ý nha, cái viền màn hình cũng nhìn rất là thuận mắt. Tuy là nó không có mỏng như là những cái dòng Pro hay là Air, nhưng mà nó cũng không quá là to như là iPad Gen 9. Bởi vì cái iPad Gen 9 thì nó sẽ có một cái cảm biến vân tay ở trên mặt trước của màn hình luôn. Và điều này sẽ cho bạn một cái cảm giác dễ chịu hơn khi mà sử dụng cái iPad Gen 10 này. Và thêm một cái nữa là mặt sau camera được thiết kế lồi lên, nó không còn là lối thiết kế cũ như trên iPad Gen 9 nữa, nên là trông nó bắt mắt hơn và đẹp mắt hơn cái thiết kế cũ rất là nhiều. Và bên cạnh đó nó còn có rất là nhiều màu để cho các bạn lựa chọn, ví dụ như là màu hồng cho những bạn yêu màu hường và các sự giả dối rồi đó. Tiếp theo về phần màn hình có lẽ là một cái mà bị ném đá rất là nhiều, nhưng mà phải nói một câu công bằng rồi, chê, nhưng mà là chê so với những cái con iPad mắc tiền hơn, ví dụ như là iPad Air nè, iPad dòng Pro. Nhưng mà cái màn hình của nó vẫn rất là đẹp nha. Với kích thước là 10.9 inch cùng với độ phân giải là 1640x2360 pixel, chuẩn Retina, và cái độ sáng của nó lên tới 500 nits. Nhưng mà hơi tiếc là độ phân giải của nó chỉ có 60Hz mà thôi. Thêm một cái nữa là cái màn hình này nó sử dụng công nghệ màn hình hơi cũ một xíu, đó là màn hình non-laminated. Cái màn hình này nó sẽ khác cái màn hình laminated ở chỗ là cái lớp hiển thị của nó sẽ cách một cái lớp kính ở trên một cái khoảng cách nhỏ. Còn màn hình laminated thì nó sẽ xếp cái lớp hiển thị sát với lớp kính luôn, cho nên là hình ảnh nó sẽ không được nổi, không được đẹp bằng cái màn hình laminated. Nhưng mà mình thấy thì nó sẽ không ảnh hưởng quá là nhiều tới cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái chất lượng hình ảnh đâu. Bởi vì khi mà mình nhìn nó nhiều á, mình quen mắt rồi thì mình sẽ không thấy cái sự khác biệt. Chỉ khi là mình sử dụng iPad Gen 10 này, xong rồi mình sử dụng qua iPad Pro, xong rồi mình lại quay về con iPad Gen 10 này thì mình mới thấy một cái gì đó nó hơi lớn cớn một xíu. Còn về phần bên trong của nó thì như thế nào? Hiệu năng của con iPad Gen 10 này được đánh giá khá là cao. Với con chip là A14 Bionic thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong hơn 3 năm nữa, khi mà con chip này được đánh giá cực kỳ mạnh mẽ và có thể handle được tất cả những cái tác vụ mà bạn yêu cầu về học hành, về nghiên cứu, về vời, và đương nhiên là chơi game cũng cực kỳ là mượt mà luôn nha. Và đặc biệt là nó sẽ khá là mát mẻ và tiết kiệm điện hơn dòng iPad Gen 9. Và có một ưu ái dành cho iPad Gen 10 này là nó được sử dụng RAM 4GB, tương tự như những cái dòng iPad Air, làm cho khi mà mình sử dụng những cái tác vụ đa nhiệm thì nó mượt mà hơn rất là nhiều. Mình chơi game trên con máy này cũng khá khá, nhưng mà tới hiện tại mình chưa gặp được một cái hiện tượng rung lắc nào cả. Máy chạy êm như động cơ xe điện luôn, PUBG hay mà game Sim đều không được tất. Mặc dù không được trang bị chip M1 như dòng Air, thế nhưng mà với con chip A14 Bionic này thì các
bạn có thể yên tâm, bởi vì theo trải nghiệm của mình thấy nó chạy cực kỳ là mượt mà. Các bạn không cần phải lo là 1-2 năm nữa nó xuống cấp đâu, bởi vì theo mình cảm nhận mình có thể đảm bảo là 3-4 năm nữa nó vẫn có thể bắn game đùng đùng. Về chất lượng âm thanh thì nó sẽ không quá là nổi bật hay là xịn sò như dòng Pro hay là dòng Air đâu. Thế nhưng mà để xem phim nè, nghe nhạc thì nó vẫn cho ra được một cái chất lượng âm thanh rất là tốt và rất là lớn với cái bộ loa kép của mình. Và có một điều chỉnh nho nhỏ đó chính là cái camera trước của con iPad 10 này nó sẽ được đặt ở cạnh ngang chứ không được đặt ở cạnh dọc như là người anh em tiền nhiệm của nó nữa. Và sự điều chỉnh này mình thấy nó khá là thông minh, bởi vì nó nằm ở cạnh ngang như vậy cho nên là khi mà để máy ngang như thế này để mà call video thì mặt của mình nó sẽ nằm ngay ở giữa. Về phần chất lượng hình ảnh thì camera ở trên iPad thì đương nhiên rồi, nó sẽ không bằng được trên điện thoại, nhưng mà để gọi video hay là dùng để học online thì nó vẫn cực kỳ là ổn. Camera sau 12 megapixel xịn hơn camera 8 megapixel của iPad Gen 9 rất là nhiều nha. Và để làm rõ cái thắc mắc là nên mua Gen 9 hay là Gen 10 của các bạn thì sau đây mình sẽ làm một cái so sánh nhỏ nhỏ để mà các bạn có thể lựa chọn chính xác hơn chiếc iPad mà mình muốn mua. Đầu tiên, ra mắt cách nhau 1 năm cùng một thế hệ nhưng mà iPad Gen 10 lại có ngoại hình giống với những thế hệ Air hay là Pro hơn, trông nó sang hơn, hiện đại hơn iPad Gen 9 rất là nhiều. Và so với iPad Gen 9 thì mình thích cái thiết kế của iPad Gen 10 hơn, bởi vì nó nhìn rất là tân thời nè, rất là sang, rồi rất là hiện đại nữa. Và cái màu sắc của nó là cực kỳ bắt trend, cực kỳ là trendy luôn, mà các bạn giới trẻ hiện đại cũng rất là thích những cái màu sắc ở trên iPad Gen 10 này. Một cái điểm cộng thứ hai cho iPad Gen 10 là tích hợp phím nguồn với cả Touch ID. Bây giờ nó không còn là một cái nút home ngay trên mặt trước chiếm diện tích giống như là iPad Gen 9 nữa. Và cái Touch ID của iPad Gen 10 thì nó sẽ nằm ngay trên cái nút nguồn luôn, nó sẽ không phải là ngay cái nút home vật lý như là iPad Gen 9 nữa. Và cái việc đó nó sẽ rất là chiếm màn hình, mặc dù là cái kích thước của hai cái là gần ngang nhau, thế nhưng mà cái màn hình của iPad Gen 9 nó rất là nhỏ và nó không được to như là iPad Gen 10. Điểm cộng thứ ba là iPad Gen 10 sạc bằng cổng USB Type-C nên là bạn cũng có thể sử dụng những cái cổng sạc dành cho MacBook, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và đặc biệt bạn có thể cắm vào kết nối với màn hình rời để mà sử dụng thoải mái hơn. Và đây cũng là một cái điểm cộng cực kỳ lớn của iPad Gen 10 luôn. Vì khi sử dụng cái cổng sạc Type-C này thì các bạn có thể sử dụng cái dây sạc của MacBook để sạc cho chiếc iPad này. Cũng như một cái điểm cộng nữa đó chính là nó có thể cắm cái màn hình này vào một cái màn hình rời nữa để các bạn có thể sử dụng thoải mái. Bên cạnh đó thì với một con chip rất là mạnh cộng với việc là giá cả hợp lý nè, chip thì ngon, màu thì đẹp, tại sao lại không mua nhỉ? Và iPad Gen 10 hiện đang được bán tại các cửa hàng bán lẻ của Top Zone với mức giá là 11.190.000 cho phiên bản 64GB. Và còn có những cái chương trình ưu đãi như giảm 100.000 cho đơn hàng từ 10 triệu khi thanh toán qua quét mã SmartPay, hay là giảm đến 50% khi mà các bạn mua kèm thêm một chiếc iPhone nữa đó nha. Rồi, và đó là video ngày hôm nay của chúng mình về chiếc iPad Gen 10 này. Không biết là các bạn có những cái thắc mắc hay là những cái sự tâm đắc gì về iPad Gen 10 này không, hãy comment cho mình biết nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Top Zone. Bye bye!